Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói nhận gần 15 tỷ đồng là tiền cảm ơn. Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đã nói như vậy tại phiên tòa cấp phúc thẩm, song bị Viện Kiểm sát Nhân dân phản bác lại quan điểm. Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cùng 5 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC cùng 7 người khác đang bỏ trốn được luật sư kháng cáo thay xong không được hội đồng xét xử chấp thuận. Khai trước tòa, bị cáo Phan Huy Anh Vũ nói không có chuyện bị cáo chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu. Bị cáo quen Nguyễn Thị Thanh Nhàn sau khi được Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu, sau đó ông có nói với cấp dưới rằng AIC là một công ty lớn, đừng gây khó khăn gì. Về hành vi vi phạm quy định đấu thầu, bị cáo bị tuyên án sơ thẩm 19 năm tù này nhắc lại bối cảnh khi đó chịu sức ép rất lớn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy về tiến độ dự án. Yêu cầu đặt ra là phải trang bị các thiết bị hiện đại, mà hiện đại thì không có nhiều công ty đáp ứng, nên đã lựa chọn AIC. Về hành vi nhận hối lộ, tại tòa, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo khai trong quá trình triển khai xây dựng bệnh viện, bản thân bị cáo không bàn bạc, hứa hẹn gì với phía AIC về việc sẽ đưa, nhận tiền. Sau khi dự án hoàn thành, Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà mới đến cảm ơn. Số tiền đưa làm nhiều lần, bị cáo không nhớ cụ thể. Phải đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết là 14,8 tỷ đồng, bị cáo này khai và cho biết. Khi nhận tiền bản thân không nhận thức được đây, hành vi đưa và nhận hối lộ. Đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm ơn từ phía doanh nghiệp bởi hai bên không hứa hẹn gì như đã nói ở trên. Tuy nhiên, phản bác lại với lời khai của bị cáo, kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa lại cho rằng đó chỉ là lời khai từ phía bị cáo. Tài liệu có trong vụ án đủ căn cứ xác định đây là hành vi nhận hối lộ. Bị cáo phải nhận thức rằng nếu mình không làm gì có lợi cho người ta, thì người ta sẽ không cảm ơn mình.